Ban biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong thời lượng bản tin ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất trong 24 giờ qua mang đến cho quý vị những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Tình hình lũ lụt Trung Quốc hiện đang rất nóng hiện nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi điểm tin. Kính thưa quý vị, đại họa tiếp tục dội lên đầu phía Trung Quốc khi hôm kia và dòng bạch tuộc vừa càn quét tan nát thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc thì ngày hôm qua, núi lửa tiếp tục tuôn trào vùi lấp hai thành phố xinh đẹp khác của Trung Quốc, làm cho toàn bộ miền Nam Bắc Kinh chìm trong khói lửa và nham thạch, và hai thành phố của Trung Quốc vùi dập trong khói bụi và đống đổ nát, đó là Tứ Xuyên và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, khiến cho giới chức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục sửng sốt và bất ngờ. Thưa quý vị, hôm qua vào lúc 19:30, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã phát ra một bản tin nói về núi lửa tuôn trào ở thành phố Tứ Xuyên và tỉnh Vân Nam Trung Quốc, khiến cho dân chúng ở nơi này chạy toán loạn. Nham thạch đã phủ kín toàn bộ hai thành phố, khói bụi và đống đổ nát đã tràn ra khắp mọi nơi, khiến cho giới chức của hai tỉnh này vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, họ vẫn không làm gì để cứu giúp cho những người dân vô tội. Chính quyền của ông Tập Cận Bình còn đang mải mê hống hách bành trướng ở ngoài Biển Đông, khi hải quân của Bắc Kinh đang cho tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật và phóng tên lửa ngay sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để thị uy sức mạnh, thách thức các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Mỹ và thế giới. Theo các nhà quan sát cho biết, trong nước của Trung Quốc thì động đất, lũ lụt, sạt lở, vỡ đê, vòi rồng và núi lửa. Tuy nhiên, người đứng đầu của phía Trung Quốc, ông Tập đã không quan tâm lo lắng cho dân chúng. Ông ta chỉ nhăm nhe ấp ủ mưu, thủ đoạn đem quân đội của mình đi gây gổ, đánh nhau với các nước hòng xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước. Vì thế mà khi có động đất, sóng thần và núi lửa ập đến, hàng triệu người dân Trung Quốc đã phải tự bấu víu vào nhau để chạy toán loạn, mong được thoát thân. Thiệt hại về của cải gần như là 100%, bởi đến nhà xây cao tầng tới 10 tầng thì nước lũ cũng ập tới tầng thứ 9. Các nhà phân tích cho biết thêm, khi đại họa thiên tai ập đến, đã có rất nhiều người dân xấu số của Trung Quốc đã thiệt mạng và mất tích. Dự báo là rất nhiều, bởi vì cảnh nhà cửa tan nát, làng mạc bị phá hoại, thành phố bị tàn phá trong mưa bụi và bão tố. Tuy nhiên, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV và một kênh truyền thông uy tín nhất của Trung Quốc là tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm qua chỉ đưa tin rất ít người thiệt mạng do mưa lũ cuốn trôi. Điều đó cho thấy rằng chính phủ của Trung Quốc hình như là đang cố tình bưng bít thông tin về hạn hán, lũ lụt, thiên tai do mẹ thiên nhiên gây ra. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, tính đến ngày hôm qua đã là ngày thứ 39, tức là 39 ngày đêm vừa qua, phía Trung Quốc liên tục bị mẹ thiên nhiên giáng những đòn đau để trừng trị phía Bắc Kinh. Hầu như lũ lụt, mưa to, bão tố, phong ba, bão táp, sạt lở, sóng thần, núi lửa và vỡ đê liên tục ảnh hưởng trầm trọng tới 28 tỉnh thành phía Nam của phía Trung Quốc, thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền. Tuy nhiên, trên thế giới hiện tại, không một ai và không một nước nào ra tay cứu giúp Trung Quốc. Không phải vì tính chất nhân đạo, mà là ở đây chính quyền của ông Tập Cận Bình đã làm mất lòng tin đối với cộng đồng quốc tế. Cho nên, khi xảy ra dịch bệnh hay hạn hán, lũ lụt, thiên tai, các nước đều quay lưng lại với cả Bắc Kinh. Điều đó cho thấy rằng chính quyền ông Tập Cận Bình đang mất dần uy tín trên chiến trường quốc tế. Trên trường quốc tế, thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm qua đưa tin hiện các tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên còn hai quả núi lửa nữa đang có biểu hiện tuôn trào và phát nổ trong một vài ngày tới. Hiện giới chức và các cơ quan chức năng dò phá núi lửa đang ra một thông báo khẩn cấp để người dân chạy đi sơ tán lánh nạn. Nếu không, thương vong sẽ là vô cùng to lớn và thiệt hại ban đầu ước tính là hàng tỷ đô la Mỹ. Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết một tin xấu đối với Trung Quốc, đó là tình hình mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần trong một vài ngày tới và những tuần tiếp theo vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Hiện bầu trời vẫn đang u ám và u tối. Bầu trời luôn luôn trong tình trạng xám xịt bao phủ toàn bộ những tỉnh thành phía Nam Trung Quốc. Do đó, lưu lượng nước tại những con sông Dương Tử, sông Đường Giang, sông Hoàng Hà hay những nhánh của con sông này đang ở mức báo động đỏ. Nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp là rất cao. Như vậy, phía Trung Quốc nhiều khả năng tiếp tục xảy ra ngập úng, ngập lụt, lũ quét, sạt lở, sóng thần, động đất, đặc biệt là vòi rồng. Điều này đang làm cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập lại không lo lắng cho người dân mà vẫn đem quân đi xâm chiếm Biển Đông và lãnh thổ của các nước khác. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của phía Trung Quốc cho biết, cơ quan tìm kiếm cứu nạn cứu hộ Trung ương Trung Quốc nước này đang cho đào bới những đống đổ nát và cung cấp mì gói cho những gia đình bị thiệt hại nặng nề. Có thể nói rằng
cho đến giờ phút này đúng là không thể nào đùa được với cả thiên nhiên. Một khi đã để ông trời nổi giận thì thiệt hại là khôn lường. Người ta bảo rằng xây nhà 3 năm nhưng chỉ phá 1 giờ. Ở những ngôi làng, những thành phố, những khu du lịch hàng trăm hàng ngàn năm tuổi của Trung Quốc, ví như khu du lịch mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn, đã có niên đại lên tới 2.000 năm tuổi. Một khu du lịch với tuổi đời rất cao, với vẻ đẹp hoang sơ nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc và trên thế giới, nhưng cũng đã bị nhấn chìm chỉ sau một đêm lũ lụt lũ quét ở thượng nguồn sông Trường Giang đổ về. Để bây giờ thiệt hại phía Trung Quốc không phải đang phải gánh chịu là không đong đếm được bằng tiền. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng trời và đất cũng như mẹ thiên nhiên đang ra tay trừng trị Trung Quốc thay cho thế giới, bởi vì những tội ác mà chính quyền của ông Tập gây ra trong thời gian vừa qua là vô cùng to lớn. Bây giờ ắt phải nhận những nghiệp báo, nghiệp chướng, nghiệp quật giáng lên đầu chính quyền ông Tập. Và nếu như đúng theo quy luật của thiên nhiên thì những điều trên hoàn toàn là chính đáng. Đấy chính là một bài học, là một lời cảnh tỉnh để cho chính quyền của ông ta tỉnh giấc mà ngồi dậy cầu nguyện sám hối với cả nhân dân các nước trên thế giới. Và nếu như trong thời gian tới chính quyền của ông Tập còn dám tiếp tục đi bành trướng bắt nạt ở ngoài Biển Đông, dám đi xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải của các nước xung quanh mình, dám đem con virus Vũ Hán lây lan cho toàn nhân loại, thì không chỉ có miền Nam của Trung Quốc bị mẹ thiên nhiên ra tay trừng trị, mà ngay cả miền Bắc, nhất là những nơi nổi tiếng như Vạn Lý Trường Thành, quảng trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh, nơi cơ quan đầu não của chính quyền ông Tập, rồi cũng một ngày sẽ bị tàn phá và vùi dập. Thưa quý vị, theo lời kể lại của hai người dân ở tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên, cùng những nhân chứng sống ở tỉnh Trung Khánh cho biết, mưa lớn, sạt lở, lũ quét, sóng thần, động đất vỡ đê, đến nay đã là ngày thứ 39 ập đến phía Trung Quốc nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cách đây 3 hôm thì hai trận động đất mạnh dưới lòng đất đã xảy ra. Hôm kia thì vòi rồng xuất hiện cuốn trôi tất cả. Hôm qua thì một ngọn núi lửa mang tên Shimatua đã tuôn trào, khiến cho khói bụi nham thạch phủ kín hai nơi lộng lẫy nhất của Trung Quốc, đó là Vân Nam và Tứ Xuyên, khiến ít nhất 150 triệu người dân Trung Quốc đại lục tiếp tục chạy toán loạn đi sơ tán. Hơn một nửa trong số đó đã quyết định rời bỏ miền Nam của Trung Quốc để đi về phía Tây Tạng, một số khác thì bỏ lên Vạn Lý Trường Thành để tránh trú, số còn lại đã chạy sang biên giới của nước Lào và Việt Nam. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm tới thiên tai dịch bệnh đang hoành hành tại Trung Quốc. Hôm qua, một hãng truyền thông lớn của Mỹ cho biết báo cáo một tin buồn đối với Trung Quốc khi nửa cuối năm nay bão dồn dập và lũ lụt hạn hán liên tục xảy ra đối với Trung Quốc. Những diễn biến thời tiết bất thường ở Trung Quốc liên tục xảy ra, đặc biệt là ở Tây Tạng. Hiện đang là mùa hè nhưng bão tuyết đang phủ kín vùng này. Bão trên biển cũng đang xuất hiện dồn dập quanh quần đảo Phú Lâm cũng như quần đảo Hải Nam phía Trung Quốc, nơi mà Trung Quốc thường xuyên nhận vơ đó là chủ quyền của Bắc Kinh. Trung Quốc đang hứng chịu mưa lũ lịch sử kéo dài hơn một tháng vừa qua, khiến hàng triệu người dân đang điêu đứng, phần nào phản ánh mức độ ngày càng phức tạp và cực đoan của thiên tai trên thế giới, đặc biệt vào năm 2023. Ở Việt Nam, khi bước vào đầu tháng 7, nhiều người lo ngại về tình hình mưa lũ thiên tai mà phía Trung Quốc lây lan hoặc ảnh hưởng. Nhưng các chuyên gia cho rằng, dịch bệnh cũng như tình hình thiên tai phía Trung Quốc không làm ảnh hưởng gì tới đất nước của Việt Nam. Giả sử con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc có vỡ toang thì Việt Nam cũng không bị ảnh hưởng gì. Thưa quý vị, có một cái tin rất mới mà chúng tôi vừa cập nhật được về việc Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV7 đã cung cấp thông tin chi tiết về việc đưa vào biên chế các đơn vị tiêm kích tàng hình thế hệ mới G20. G20 là một trong hai tiêm kích tàng hình thế hệ mới thứ 5 được triển khai từ cấp phi đội trên thế giới, chiếc còn lại là F-35 của Mỹ. Tiêm kích tàng hình này đã được đưa vào phục vụ trong quân đội Trung Quốc PLA. Máy bay này có chi phí nghiên cứu phát triển khoảng 4,5 tỷ USD, ít nhất 10% so với F-35. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.